Các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm món thịt heo ngâm nước mắm để đón Tết. Thì ở đây á, mình đã chuẩn bị là nửa kg thịt này nè. Ở đây thì mình chọn cái loại thịt ba gọi á, cho nó có nạc có mỡ, nó sẽ ngon hơn. Cái này cũng tùy theo sở thích nữa. Các bạn có thể chọn thịt đùi hoặc là thịt nạc vai cũng được nữa nha. Thì để nấu nước ngâm á, ở đây mình dùng là 200g nước mắm và 200g đường, rồi là 200g nước lọc nữa. Thì cái tỷ lệ là nước mắm nè, đường và nước lọc á là 1:1:1 nha, tổng cộng là 600g á các bạn. Ở đây thì mình dùng thêm một củ hành tây nữa để mình luộc thịt cho nó thơm ngon hơn á. Và mình sẽ luộc, cái cách luộc thịt á là không cần nước. Thì phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, thì bây giờ mình sẽ đi luộc thịt nha. Củ hành tây mình đã cắt ra 4 cái phanh đều nhau nè. Giờ thì mình sẽ xếp hết xuống dưới đáy nồi. Xếp không đủ thì các bạn tách ra. Mình tách ra mình xếp cho nó đủ, nó đều dưới đáy nồi là được rồi. Xếp hành tây xong rồi thì mình xếp thịt lên, mình để thịt cho nó nằm lên miếng hành tây nha. Với cái cách luộc thịt này á, thì phần thịt của mình á, nó thơm ngon đậm đà và nó rất là ngọt thịt luôn á. Giờ mình sẽ đậy nắp nồi kín lại và mình bật bếp lên mình nấu luôn nha. Các bạn bật bếp lên, các bạn để lửa nhỏ giúp mình nha. Ở đây mình sẽ luộc cái thịt này là 20 phút. Trong thời gian đợi luộc thịt á, thì mình sẽ đi nấu cái nước mắm đường. Đây mình cho nước mắm vào. Đây là đường cát nè. Và đây là nước lọc. Giờ mình sẽ mang đi nấu. Mình vừa nấu mình vừa khuấy để cho phần đường nó tan ra, nó không có bị cháy nha. Món này thì nếu thích có vị chua đó, các bạn có thể cho thêm 2 muỗng giấm nữa nha. Mình nấu cho cái nước mắm đường nó sôi già lên như vậy nè. Nó sôi như vậy và nó tan đường hết á, thì mình sẽ tắt bếp. Thì mình tắt bếp xong á, mình để cho nó nguội hoàn toàn nha. Đây là cái nồi thịt mình luộc 20 phút rồi nè. Thì mình sẽ dở lên cho các bạn xem cái lửa nha. Đó, mình nấu với cái lửa nhỏ như vậy đó. Rồi các bạn mà nấu lửa to đó là nó dễ bị cháy lắm á. Giờ thì đủ 20 phút rồi. Thì mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp xong nhưng mà mình không có nhấc xuống hay mở nắp nồi gì nha. Mình tắt bếp mình để yên như vậy đó. Mình để khoảng 10 đến 15 phút nữa thì mình mới lấy thịt ra. Đây cái nồi thịt của mình đây, mình luộc 20 phút và mình để nó chín bằng hơi thêm 15 phút nè. Đó, rất là thơm luôn. Đó, và thịt nó chín á, nó mỡ nó trong
và nó trắng này, nhìn rất là đẹp nè các bạn. Cách luộc thịt này á các bạn rất là thơm ngon và thịt rất là mềm nha. Thì các bạn có thể áp dụng cách này nè, mình luộc để mình ăn với rau sống hoặc là làm nhiều món khác cũng được nha. Giờ thì mình sẽ gấp hết cái phần thịt này ra, mình để cho cái thịt nó nguội hoàn toàn rồi mình đi ngâm. Cái phần thịt và nước mắm nó nguội hoàn toàn rồi thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái hũ ngâm luôn nè. Mình dùng cái hũ 1 lít đó các bạn. Thì cái hũ này mình đã rửa thật sạch và mình đi phơi nắng rồi đó. Bây giờ mình sẽ xếp thịt vào hũ nha. Nếu thích á, các bạn có thể cho một ít là hành, tỏi, ớt giống như mình vậy nè. Còn nếu không á, thì các bạn ngâm không vẫn được. Đây mình cho vào cho nó thơm hơn. Rồi cho thịt vào hũ rồi thì sau đó mình cho hết cái phần nước mắm đường vào luôn. Cái hũ này nó có bề rộng mà nó không có bề cao nè. Đó cho nên mình xếp thịt cho nó nằm ngang lại để cho nó ngập xuống mặt nước nha. Thì mình nên dùng cái bọc nước hoặc cái dĩa mình dằn lên á để cho thịt nó ngập xuống mặt nước như vậy nè. Đó thì nó sẽ thấm đều, nó ngon hơn. Đây mình không chuẩn bị, hiện lát mình sẽ để vào sau. Và mình sẽ đậy nắp hũ này lại. Cái món thịt ngâm này nè thì mình để càng lâu càng ngon. Thì thông thường á mình sẽ để khoảng 4-5 ngày là mình ăn ngon rồi đó các bạn. Thì sau khi ăn được á mình sẽ quay lại nha. Đây là cái dĩa thịt ngâm nè. Thịt ngâm này mình để được 5 ngày đó. Thì các bạn nhìn thấy cái mỡ và cái da nó trong hết rồi nè. Nó nhìn rất là ngon luôn. Thì mình ngâm sẵn cái hũ thịt như vậy nè các bạn. Đó mình để mình đãi khách rất là ngon. Giờ mình sẽ cắt miếng này ra nha. Miếng thịt ngâm này nó trong veo và nó đỏ ao rất là ngon luôn nè. Thì Tết đó mỗi khi mà có khách đến đó thì mình lấy ra một miếng mình cắt rồi mình dọn cùng với dưa leo, rau sống thì rất là ngon và tiện lợi luôn á. Các bạn có thể làm thử món này để dành ăn Tết nha. Các bạn nhìn rất là hấp dẫn nè. Đây mình không có chuẩn bị rau sống gì hết á, cho nên mình ăn thử luôn. Thì mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thịt ngâm ăn giòn thơm, ăn sực sực, rất là ngon. Và nó cũng vừa ăn lắm. Đến đây á, thì cái món thịt ngâm nước mắm của mình đã làm xong. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.